Loạt TV chỉ còn số lượng rất là ít và chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa không còn hàng, và các bác sẽ không thể mua những cái mẫu TV này với giá thành tốt như vậy nữa. Tháng 9 của 2023 thì hiện tại những mẫu TV mà được các bác mua nhiều trong thời gian vừa rồi, những mẫu TV ra mắt của năm 2022 và vẫn bán trong suốt vài tháng vừa qua thì cũng chuẩn bị hết hàng. Hôm nay em sẽ lên một cái clip tổng hợp lại những mẫu TV mà chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ không còn hàng để các bác có thể mua được với giá tốt như vậy nữa. Ở phần đầu tiên thì sẽ là mã hàng 55 inch với công nghệ màn hình chấm lượng tử, màu sắc vô cùng tươi sáng, sống động rực rỡ. Lại chip xử lý mạnh mẽ cho cái chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét chi tiết. 55Q636, một trong những mã hàng đã ra mắt được khoảng gần 2 năm nay. Và hiện tại thì con này cũng còn số lượng rất là ít để phục vụ các bác. Đang bán với giá nhỉnh 8 triệu. Một thời gian dài bán với giá 8 triệu 500 nghìn và hiện tại thì đang bán với giá 8 triệu 830. Nhưng mà để tìm cái phân khúc TV có thiết kế viền kim loại, tràn viền gần như là ba cạnh, có công nghệ loa đình đám của Nhật Bản, loa Onkyo, cho chất lượng âm thanh giống như loa để các bác nghe trong rạp vậy, thì giá thành dưới 9 triệu không có mã hàng nào có thể so sánh được với cấu hình với cả cái thằng Q636 này. Tần số quét hỗ trợ tới 120Hz, cái công nghệ tăng cường chuyển động giúp cho những khung hình chuyển động nhanh nó mượt mà, không bị lag, không bị xé hình, có giải tương phản động nâng cao HDR10+ cho cái độ lồi khối của các khung hình vô cùng xuất sắc. Con này thì hiện tại tháng 9 của 2023 thì cũng không còn nhiều hàng, nên là thời gian này nhá, đây là TV shop xếp ở cái top 1 những chiếc TV mà hôm nay em muốn đề cập cập nhật để các bác cùng tham khảo. Vị trí thứ hai là một chiếc TV của LG, 55QLED 80SQA. Con này thì cũng có cái công nghệ hỗ trợ tần số quét 120Hz giống như trên Q636. Màu sắc, độ tương phản, độ sáng trên QLED 80SQA thì vô cùng xuất sắc. Cái thằng này thì nó có cái công nghệ kết hợp giữa quan tâm đốt và lò lò xẹt cho giải màu rộng hơn, cho độ sâu cổng ren cũng như là độ rực rỡ của các sắc màu thể hiện ở trên màn hình của chiếc TV này. Nó thực sự là đẹp mắt. 55QLED 80SQA thì có giá bán nhỉnh 13 triệu, đắt hơn khoảng 5 triệu so với cả 55Q636. Tuy nhiên thì về công nghệ thì so sánh với cả Q636 thì thằng này nó có cái hệ điều hành khác biệt một chút. Hệ điều hành ở trên 55QLED 80SQA là hệ điều hành TizenOS. Hệ điều hành WebOS. Cái hệ điều hành WebOS này thì sẽ có cái hệ thống các chương trình nó đơn giản hơn so với cả Google TV, giống như trên Q636. Các chương trình được bố trí ở menu hàng ngang, dàn trải trực tiếp ở cái màn hình chính, và người dùng có thể sử dụng kết hợp với cả cái điều khiển thông minh Magic Remote mà LG trang bị để có thể có cái con lăn điều chỉnh lên xuống, có con trỏ giống như đang sử dụng chuột trên màn hình máy tính vậy. QLED 80SQA so sánh với cả Q636 thì sẽ không có viền kim loại nhé, có thể là viền nhựa bao quanh, có thiết kế cũng viền mỏng ba cạnh, và cái công nghệ loa thì chưa phải là công nghệ loa giống như Onkyo của Q636. Tuy nhiên thì nếu mà các bác là fan của TV LG với cái độ bền cũng như là cái độ thể hiện những cái gam màu ở trên cái màn hình mà có công nghệ quan tâm đốt và lò lò xẹt ấy, thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua được cái mã hàng này. Con này thì có con chip rất là mạnh, chip Alpha 7 thế hệ thứ 5. Nó xử lý các nguồn tín hiệu đầu vào nâng gần chuẩn lên 4K, khả năng xử nhiễu cho hiển thị sắc nét chân thực. Có điều khiển, tuy nhiên nếu mà các bác muốn trải nghiệm tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, có tìm kiếm rảnh tay không cần sử dụng điều khiển, thì các bác cân nhắc giữa TCL Q636 hoặc cái mã hàng thứ 3 này của Sony. Vị trí thứ 3 sau TCL và LG, những chiếc TV đang có giá vô cùng tốt và chuẩn bị hết không còn sản xuất nữa, đó là 55X 85K, mã hàng Google TV của 2022, ra mắt năm 2022, và thời gian này đang bán với giá vô cùng sốc, với giá bán đang bán chỉ nhỉnh 15 triệu thôi. Chưa có bao giờ với cái mã hàng X85 kích thước màn hình 55 inch có giá rẻ như hiện tại. Và các bác cân nhắc nhé, cái thời gian này là thời gian nó sẽ chuẩn bị hết hàng, và thời gian tới mà các bác hỏi ấy, thì sẽ không còn về hàng nữa.
Google TV 55X85K thì sẽ có cái công nghệ Android cũng như là Google TV dùng rất là đỉnh cao. Mọi người có thể ra lệnh bằng câu nói, không cần phải cầm các điều khiển trên tay. Ok Google, mở YouTube. Thì cái vấn đề tích hợp cái trợ ảo dính tay, không cần cầm điều khiển để tương tác này, thì sẽ giúp cho cái trải nghiệm của các bác chuẩn xác hơn. Mọi người có thể ra lệnh bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ra lệnh chính xác để tìm kiếm các nội dung, yêu cầu TV thực hiện các câu lệnh đơn giản và dễ dàng. Ok Google, trở về màn hình chính. Cái việc mà sử dụng câu lệnh tìm kiếm bằng giọng nói, không cần cầm điều khiển hiện tại, cho cái trải nghiệm chuẩn, cho kết quả chính xác, khả năng bắt cái câu lệnh chuẩn xác và không cần phải nói quá to hoặc quá chậm, thì trên TCL và Samsung, trên TCL và Sony đang xử lý rất là tốt. Còn đối với của Samsung hoặc là của LG ấy, thì cái công nghệ tìm kiếm giọng nói dành tay này nó sẽ không có cái kết quả mong muốn, không có cái kết quả chính xác và cái khả năng bắt câu lệnh mượt giống như trên cái thằng này. Nhỉnh 15 triệu thì con này có hỗ trợ tần số quét 120Hz, thiết kế viền mỏng ba cạnh và nó sẽ có cái xuất xứ là Malaysia, thay vì ông LG là Indo, thay vì ông TCL là Việt Nam, thì cái mã hàng X85K này sẽ là gì? Sẽ là Malaysia, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Hệ thống các chương trình rồi các ứng dụng được tích hợp, mọi người có thể là sử dụng sẵn, nó trang bị sẵn ở màn hình chính, cũng có thể tải thêm tới 7.000 ứng dụng khác nhau từ kho ứng dụng của Google. Hay các chương trình mọi người có thể tải thêm phục vụ nhu cầu chơi, học tập, giải trí hay đơn thuần là những cái ứng dụng để có thể kết nối các thiết bị thông minh trong nhà. Top 3 cái mẫu TV đầu tiên em quay thì đều có tần số quét 120Hz. Đây là những chiếc TV sẽ phù hợp với các bác mà muốn kết hợp TV làm màn hình giải trí chơi game, muốn trải nghiệm những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh, không bị lag, không bị giật, không bị xé hình. Và những chiếc TV này thời điểm mới ra thì đều rất là cao, không có giá tốt giống như em đang cập nhật ở trong clip này. Tầm này các bác mua là vẫn mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà, một đổi một trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Mã hàng tiếp theo sau X85K là một chiếc TV 65 inch. Và con này thì trong tuần qua thì bên em bán với số lượng rất là nhiều, 65X90K của Sony. Đấy, nghe từ X90 là các bác đã thấy đây là model cao của Sony rồi. Trong các năm vừa qua thì tất cả những mã hàng đầu X9 đều là những dòng có cái công nghệ màn hình xịn sò, có hỗ trợ tần số quét cao, các công nghệ âm thanh cũng như là cái khả năng xử lý cái chất lượng từ cái độ chuyển động, từ độ tương phản cho tới màu sắc thì vô cùng xuất sắc. 65X90 hiện tại đang bán với giá nhỉnh 21 triệu. Và con này thì cũng chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là sẽ không còn hàng để phụ các bác nữa. Đấy, tầm này thì đã ra 65X90L rồi. 65X90L đang bán với giá xấp xỉ là 30 triệu. Nên là sẽ không có cái khái niệm là bán tiếp tục và sản xuất tiếp cái mã này để là gì? Để bán song song với cả X90L nữa. Mã này là mã của 2022 và khi mà số lượng không còn, khi mà dây chuyền sản xuất cũng như nhà máy thì họ sẽ bỏ dần và tiếp tục sẽ tập trung bán và cho ra mắt cái mã hàng 90L. X90K công nghệ LED lên với tần số quét thực 120Hz, có bộ xử lý XR cho cái chất lượng hiển thị chuẩn như mắt người cảm nhận, có cái công nghệ xử lý cái độ bão hòa mở rộng cho cái màu sắc, độ sâu, độ tương phản cao với cái công nghệ Chiluminous Pro, hay là cái khả năng lưng cái độ tương phản lên rất là cao với công nghệ Contrast Boost tầm 10. Trên X90K với giá nhỉnh 21 triệu thì hiện tại để tìm một chiếc TV với công nghệ LED lên Full Array nhé, tức là LED lên toàn giải cao cấp ấy, thấp hơn là LED lên trực tiếp với số lượng block đèn hình trên X80K là ít hơn, thì trên X90K hiện tại cái tầm giá này thì con này là xịn nhất, ngon nhất và là rẻ nhất. Đấy, tất cả các công nghệ tìm kiếm giọng nói dành tay, có tần số quét 120Hz, là Google TV tải nhiều ứng dụng, các công nghệ xử lý từ độ tương phản, từ giải màu cho tới độ sâu của cái màu đen ấy, thì trên X90K hiện tại đã được trang bị đầy đủ rồi. Google TV mới nhất, rồi hiện tại nếu mà so sánh với các phân khúc khác trong cùng cái công nghệ cao cấp như cái con này thì X90K của Sony đang có giá thành là rẻ nhất. Hiện tại Samsung thì không có cái mã hàng lên lần nào có giá tốt, chỉ có một số các cái mã hàng mà sử dụng công nghệ
đèn LED siêu nhỏ như là 65QL85B và 65QL90B hiện tại đang bán với giá là 21.850 và 25.070. Thì hai cái con này thì bên em cũng đang hết hàng, không còn hàng nữa rồi. Nên là tất cả những cái mẫu TV trong clip này cập nhật để phụ các bác thì sẽ là top những chiếc TV mà sắp tới sẽ không về hàng nữa, không còn hàng để phục vụ các bác. Nên là các bác đang chờ và các bác vẫn đang ngắm nghía những cái mẫu này thì lên căn kê thời gian để có thể là quyết định cái thời gian để chốt, để có thể mua hàng. Đấy, mọi thông tin mà các bác cần tư vấn thêm thì có thể điện trực tiếp vào hotline 0974178586 hoặc truy cập website comat.vn để bên em hỗ trợ thêm. Cảm ơn mọi người.